Sáng hôm nay thì chúng ta có diễn giả Mục sư Reverend Joe McGuffin, Phương Nga quen Mục sư cũng trong năm qua, và Phương cũng đã tham dự huấn luyện của cô, và Phương mời cô đến huấn luyện cho hội thánh mình sáng hôm nay. Thường thì cô huấn luyện hai ngày lận, nhưng mà Phương nói tóm tắt lại cho chúng ta, thành ra Phương mong rằng mọi người có thể, cô có rất là nhiều kinh nghiệm, mọi người có thể ở lại từ chiều, và nếu mà chúng ta ở đến bao lâu thì cũng được. I hope that you are able to stay for the training because I asked her to condense 2 days worth of training into just today, but stay for whatever time that you can. Right now I'd like Reverend Joe McGuffin to come up and share what the Lord has placed on her heart for us. Và bây giờ Phương mời Mục sư Joe McGuffin đi lên và chia sẻ những điều mà Chúa đã đặt để trong tấm lòng của cô để chia sẻ với hội thánh chúng ta sáng hôm nay. You can go ahead and pass out the cô đã viết những cái câu kinh thánh. Sáng nay chúng ta không có đọc kinh thánh đối đáp, thì cô đã viết những câu kinh thánh về bài chia sẻ của cô bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt. Nếu chúng ta muốn bằng tiếng Anh bằng tiếng Việt thì Phương thì cứ nói. Cô nói rằng những người lớn thì chắc là đọc tiếng Việt, còn những người trẻ thì chắc là đọc tiếng Anh. Nhưng mà nếu mình muốn cái bản khác thì xin nói với hai cô này. All right, so do you want a mic stand or do you... You can hold it. Welcome and thank you so much for this privilege, and it's such an honor to be welcomed by you to be able to speak God's word today. Tôi rất là cảm ơn tất cả đã đến đây và nghe những lời mà Chúa đặt để trong tấm lòng để nói với hội thánh sáng hôm nay. I love the worship and it's so great how the Holy Spirit works. Tôi rất là thích sự thờ phượng ở đây sáng hôm nay, và tôi thấy Đức Thánh Linh đang hành động ở trong hội thánh. Because I didn't know what the songs were going to be, but they flow so nicely with what God has today. Tôi không biết trước những bài hát sẽ là những bài gì, nhưng mà thật sự những bài hát sáng hôm nay rất là thích hợp với bài chia sẻ của tôi đã soạn sẵn. And I love your Pastor Chris. Và cô rất là thương Phương. I met Pastor Chris, and I think I've met some of you a few months ago in Enid. Phương đã quen biết Mục sư Joe McGuffin, và cái lúc mà mình đi lên Enid đó, thì cũng đã gặp vài tín hữu của chúng ta. And I've heard the testimonies of many of you. Và lúc đó thì cũng có nghe những cái bài làm chứng của đời sống của những người tin Chúa trong hội thánh này. And I'm so proud of you for holding on to Jesus. Và Phương rất là hãnh diện vì tất cả mọi người chúng ta đã nắm lấy Đức Chúa Giêsu. He's faithful. He'll never leave you. And no matter what the hardship, we have a home in heaven one day where there's no hardship. Ngài là đấng thành tín. Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Và bất cứ điều gì xảy ra trên thế gian này, chúng ta có một quê hương ở trên thiên đàng. Dầu chúng ta gặp phải những gì trong đời sống này, chúng ta sẽ có một quê hương với Chúa trên thiên đàng. God said that he made one people, one blood, and we're all family. And so we're family. Trong Kinh Thánh nói rằng Chúa dựng nên một gia đình, một dân sự, và chúng ta có những dòng máu chung với nhau, thành ra chúng ta thật sự là gia đình. And we have one God, one Spirit, and one Jesus. Và chúng ta có một Đức Chúa Trời, một Đức Thánh Linh và một Đức Chúa Giêsu. And he delights in us. Và Chúa rất là vui thỏa nơi chúng ta. One of the things about me is I'm a nurse. Một điều về tôi là một y tá. I've grown to love the Lord in many ways. Tôi đã lớn lên biết học biết yêu Chúa nhiều cách. And my background is that I grew up in a family of alcohol. Tiểu sử của tôi là tôi lớn lên ở trong gia đình nghiện ngập rượu. When I was little, about 10 years old, my parents found the Lord Jesus Christ in their life, and then I became a Christian as well by asking the Lord in my life. Dù ba mẹ tôi nghiện rượu, nhưng mà khi tôi cỡ 10 tuổi thì ba mẹ tôi tin Chúa, và từ đó tôi biết Chúa Giêsu và tôi lớn lên trong đức tin. At an early age, my little brother, who was a year younger than me, had a heart condition.
Khi tôi còn trẻ, thơ ấu, lúc 10 tuổi thì em tôi 9 tuổi bị bệnh tim. I lived in a little town and my brother had to be flown to Denver to the Children's Hospital for surgery. Tôi ở trong cái thành phố rất là nhỏ cho nên em tôi phải được bay đi bệnh viện lớn hơn ở Denver, Colorado. And before he left, a minister that lived next door to us asked if he could pray for my brother Billy. Và trước khi em tôi được bay đi cái bệnh viện lớn đó thì có một mục sư ở kế bên nhà tôi hỏi rằng ông có thể cầu nguyện cho em của tôi được không? We were told that healing wasn't for today, but they prayed anyway. Lúc đó thì chúng tôi nghĩ rằng là những sự chữa lành đó thì hồi xưa thì có nhưng mà bữa nay không còn, thời này không còn nữa. Nhưng mà ông mục sư cũng vẫn cứ cầu nguyện cho em tôi. And when Billy got to the hospital, they started to do the surgery and they were doing the pre-tests and they realized that the surgery had already been done, that the heart was changed. There was scar tissue, it was done, but he never really had the surgery. God did it. Cho nên ông mục sư cầu nguyện xong rồi khi em tôi vào bệnh viện đó thì họ bắt đầu chụp hình chuẩn bị để giải phẫu cho tim của em tôi. Nhưng mà khi mà họ chụp hình đó, thì họ thấy như là đã mổ rồi. Dù em tôi chưa bao giờ mổ, nhưng mà Đức Chúa Trời đã chữa lành cho em tôi. Everybody in my family started hearing about that. My aunts and uncles, and they were from different states, New York and different places. They started coming to our home, and I saw them get changed by Jesus. Và những bà con của tôi nghe em tôi được chữa lành, thì họ đến, họ thăm nhà tôi, và tôi chứng kiến rằng họ cũng được thay đổi và biến đổi trong Chúa Giê-xu. I saw my uncle who was in the state penitentiary for armed robbery and he had been addicted to drugs and alcohol. Ông cậu của tôi, uncle là cậu hay là chú của tôi đó, ông đã ở trong tù vì ông ăn cướp, tại vì ông nghiện hút chích đó, cho nên ông đi ăn cướp người ta rồi ngồi tù. I saw him on my living room floor cry like a baby as he asked Jesus into his heart and he was never an alcoholic again and he was totally free and lived a life of just for the glory of God. Tôi chứng kiến rằng ở trong cái phòng khách của tôi, ông cậu này ông quỳ xuống, ông cầu nguyện tin Chúa và ông khóc như là đứa trẻ, như đứa con nít và từ đó đến sau ông không bao giờ nghiện ngập bất cứ cái gì và ông sống một đời sống tốt đẹp cho Chúa. So it's too late, just like for you, it's too late for me to not know that God is real and that he's alive today and that Jesus does want us to be whole. Cho nên đối với tôi đó, thì tôi biết một cách rõ ràng vì tôi chứng kiến rằng Đức Chúa Jesus Christ là đáng sống ngày hôm nay và Chúa muốn cho chúng ta được trọn vẹn, khỏe mạnh. So fast forward to today, as a nurse, I began to look at what are we doing to people, which is good, but what's the more excellent way of what God says? Because if he's the healer, I want that. Thì trong quá trình của tôi thì bây giờ tôi là một y tá và tôi bắt đầu xem xét rằng ngành y học chúng ta làm những cái gì cho những người bệnh thì cũng tốt, nhưng mà tôi bắt đầu xem xét rằng có một cái cách nào tốt hơn cho họ được chữa lành không? And in 2003, I went to Africa on a missions trip for a healing conference. Và 2003, tôi đi Phi Châu để tham dự một cái hội nghị chữa lành. I thought I was just attending, but they had me praying for people. Tôi nghĩ rằng là tôi chỉ đến tham dự thôi, là thành viên tham dự thôi. Nhưng mà khi tôi đến thì họ mời tôi cầu nguyện cho người ta. I didn't know the language. Tôi không biết cái tiếng Phi Châu. Except the name of Jesus. Tôi chỉ biết cái tên của Chúa Giê-xu. And when we said the name of Jesus, ears opened, deaf ears opened. Và khi chúng tôi nói danh của Chúa Giê-xu thì những người bị điếc được nghe. I've seen where tumors have just fallen off. Tôi thấy những khối u nó chỉ bị rớt xuống, nó teo và nó rớt xuống. I saw a little child's arm that was all twisted and distorted. When I just said let's praise the Lord and lifted his arm up, it became whole. Tôi thấy một đứa trẻ cái tay nó bị teo, nó bị cong vẹo và khi tôi nói rằng con giơ tay lên và tôi giơ tay nó lên kêu nó rằng
tôn vinh danh Chúa Giêsu đi, thì khi nó giơ tay lên thì tay nó được ngay lại và chữa lành. So the question I had for God is, why aren't we seeing this happen in the United States? Why aren't we seeing this now in our time? Cho nên tôi đánh câu hỏi với Chúa rằng là Chúa ơi, tại sao con không thấy những điều này ở bên nước Mỹ? Tại sao con không thấy những điều này ngay bây giờ trong thời buổi này ở tại nước Mỹ? When I came back, I went to church and there was a lady that had requested money. She needed $6,000 to get hearing aids. Và khi tôi trở về hội thánh nhà của tôi ở bên nước Mỹ đó, thì có một người trong hội thánh đang kêu gọi giúp đỡ $6,000, tại vì cổ cần $6,000 để mua cái đặt tay nghe đó, tại cổ bị lãng tai. And I couldn't help myself. I said, could we please pray for the ears to be open first before the money, and then you can just save your money. Và tôi không có thể kiềm chế mình được. Tôi nói với cổ rằng là cho tôi cầu nguyện. Sao mình không cầu nguyện cho Chúa mở cái lỗ tai của cô để cô được nghe, rồi cô có thể để dành $6,000 đó. She said, sure. We prayed and her ears were opened. And then what was so funny is she was complaining about the music being too loud. Và cô nói ok, cô nói được. Thì khi mà cầu nguyện cho cổ đó thì cổ được nghe lại, nghe đến nỗi mà cổ nói rằng là mấy người chơi nhạc lớn quá. So I just started getting into God's word more and more. I was so hungry for God's word of what does he say about healing? What does he say about being saved, about being delivered? Và sau khi đó thì tôi rất là đói khát về lời của Chúa, nhất là những cái lời của Chúa trong Kinh Thánh nói về sự chữa lành. Chúa nói cái gì về sự chữa lành? And so today I don't listen to a lot of voices because there's a lot of voices out there and I try not to give my opinion. I just say what did God say and let's see what God says. Cho nên bây giờ tôi cố gắng đừng không có nghe những cái lời nói ở bên ngoài. Tôi cũng không có muốn nói lên cái ý nghĩ của tôi, cái ý kiến của tôi. Tôi chỉ hỏi rằng lời Chúa nói sao về cái vấn đề đó. And so that question of why do miracles not happen today? Why are we not walking as disciples like the Bible? Cho nên cái câu hỏi mà tôi đặt ra đó là tại sao những cái phép lạ không có diễn ra ngày hôm nay ở bên nước Mỹ? Tại sao chúng ta không bước đi theo Đức Chúa Jesus Christ như là Chúa đã làm? So I knew the verse Hebrews 13:8 where it says Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Can you give me one of the Vietnamese sheets? Cho nên tôi biết ở trong sách và cái câu đầu tiên á là câu Hebrew đoạn 13 câu 8 nói rằng Đức Chúa Jesus Christ ngày hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. And I sensed the Lord telling me three things. And the first thing he said is that we people we love our lives too much to lay them down. Say that again. Sure, sorry. We love our lives too much to lay them down. Một cái điều tôi cảm nhận Chúa nói với tôi rằng là chúng ta yêu đời sống của mình quá cho nên không muốn đặt cái giống như là bỏ mình xuống. And he said, are we really surrendered? Và Chúa hỏi tôi rằng là mình có thật sự đầu phục Chúa chưa? Because Romans 12, 1 through 2 says, Roma đoạn 12 câu 1 câu 2 là câu đầu ở trong giấy đó. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, a holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Và trong Roma nói rằng vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời, khuyên anh em dâng thân thể mình, làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Và câu 2 nói đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là như thế nào. One of the reasons we don't see miracles today is one, unbelief, but the second thing is because we're not surrendered fully to the Lord. Một trong những điều mà chúng ta không thấy phép lạ của Chúa đó là tại vì chúng ta không tin và chúng ta chưa đầu phục Chúa một cách hoàn toàn. Can I say something? Amy, can you print extra Vietnamese copies? Và nếu ai chưa có giấy thì chúng ta sẽ in thêm
Tại vì những câu này rất là quan trọng và Phương muốn cho chúng ta đem về nhà và đọc đi đọc lại. So in this verse it says one that our bodies aren't our own anymore. They belong to God. Cho nên trong những câu này nói rằng là chúng ta phải dâng thân thể mình cho Chúa, nghĩa rằng là thân thể của mình không thuộc về mình nữa. And it says that our minds need to be transformed by the word of God. Và tâm trí của mình phải cần sự biến hóa và đổi mới bằng lời của Chúa, lẽ thật của Ngài. And what is so interesting is so many people think that we have to replace our thoughts. Và cái điều mà nhưng mà cái điều tôi thấy đó là nhiều người nghĩ rằng là chúng ta phải thay đổi, giống như là đổi một cái sự suy nghĩ này với một cái sự suy nghĩ khác. But God wants to transform our mind. He wants to give us His mind through the Word of God. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta tâm thần của Ngài để cho chúng ta có một cái ý nghĩ giống như Chúa. And this verse isn't on your paper, but what comes to mind is John 6:63. Và câu này không có trong giấy, nhưng mà Giăng đoạn 6 câu 63. Jesus said that the words that I speak are life and their spirit. Chúa Giêsu Christ nói rằng những lời mà ta nói là sự sống và thần linh. So it's not just reading a book. Cho nên chúng ta không chỉ đọc một quyển sách. God's reading you. Đức Chúa Trời đang đọc đời sống của mình. And it's a mirror to see where you are or I am. Và lời Chúa giống như là cái tấm gương để mà chúng ta xem xét coi mình như thế nào. And we can make adjustments to what he says. Và mình có thể sửa đổi sau khi mình thấy mình cần sửa đổi cái gì theo lời của Chúa. Because the Bible says it's not what we think, it's as we think. Vì Kinh Thánh nói rằng không phải là say that again in a different way. The Bible says that we don't, it's not what we think, but it's as we think, it's how we think, and it, we think through the lens of Jesus. Is that good? Yeah. Kinh Thánh nói rằng là không phải là chúng ta suy nghĩ cái gì, nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ như thế nào, và chúng ta cần suy nghĩ như là Đức Chúa Jesus Christ. So we begin in the word of what does he say to do in surrendering, making him Lord. Và chúng ta bắt đầu trong lời Chúa rằng là nếu mà chúng ta đầu phục Chúa đó thì chúng ta phải cần làm gì để làm Chúa là chủ của mình. We like to think of Jesus as our savior, which he is. It's what he did. Chúng ta thường suy nghĩ Đức Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi của mình và thật sự Ngài là đấng cứu rỗi của mình. But he's also Lord. That's a position that we bow to. Nhưng mà Ngài cũng là vua. Đó là vị trí mà chúng ta phải quỳ xuống và đầu phục. Yeah, there's extras here. Thanks, Janie. Nếu ai còn thiếu cái bản tiếng Việt thì giơ tay lên thì cô sẽ phát ra cho mình. I think they, okay. And so surrender means total submission to the Lord. Whatever he says, he has the right to tell us what to do. Cho nên sự đầu phục nghĩa là như thế nào? Đầu phục nghĩa rằng là chúng ta, Chúa nói cái gì thì chúng ta làm theo cái điều đó. Chúa có quyền biểu mình làm cái gì thì mình phải làm điều đó. Cái đó là đầu phục. We put him first in everything. Mình đặt Chúa làm đầu và quan trọng hơn hết trong mọi sự. And this scripture isn't on there either. But the word that comes is Matthew where it says, seek first the kingdom of God and his righteousness and everything else will fall into place. Và trong Kinh Thánh, trong sách Matthew nói rằng là hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước thì mọi sự khác sẽ theo thứ tự. That's when we lay down our dreams, our careers, our finances. Jesus has to be Lord of everything. Đó nghĩa rằng là Đức Chúa Giêsu là chủ của những ước mơ của chúng ta, tài chánh và của cải của chúng ta. Chúa phải làm chủ của tất cả mọi sự trong đời sống của mình. A few months, I guess it was last year, I met a football player. I just met him, like shaking his hand. He doesn't know me. Năm ngoái thì tôi gặp một người chơi football và tôi không biết người đó, tôi chỉ mới gặp và bắt tay thôi. His name is Jason Brown. He used to be with the Baltimore Ravens. Ông tên là Jason what? Brown. Brown.
ông chơi cho một trong những cái đội lớn là Baltimore Ravens. And God called him to start a farm on the East Coast to start growing food and giving it away to families for hungry people. Và Chúa kêu gọi ông mua một cái nông trại để trồng trọt những đồ ăn và cho những cái người chết đói. He was making millions. Ông đang làm ông đang làm một những triệu, ông là triệu phú. He was pretty famous. Ông rất là nổi tiếng. But God told him to stop all that and to go do what I told you to do. Nhưng mà Chúa biểu ông dừng mấy cái chuyện đó, những cái chuyện chơi banh đó và đi làm những cái điều mà Chúa biểu ông làm. And he loved Jesus, so he said, "Yes, I will do that." Và ông yêu mến Chúa, cho nên ông nói, "Yes, con sẽ làm điều đó." But this is how the enemy works. Nhưng mà kẻ thù của chúng ta làm những cái việc như vậy. The enemy is going to try to entice you, to draw you from your desires. Kẻ thù sẽ luôn luôn muốn cho chúng ta sai lệch những cái điều ước mơ trong lòng, những cái sự kêu gọi trong lòng. Because he had always wanted to be with the Dallas Cowboys. Cái người này á, cái người chơi banh này đó, hồi đó giờ muốn chơi cho cái đội Dallas Cowboys. And a few days later, after he said yes to Jesus to leave everything behind. Và vài ngày sau khi mà ông nói rằng ông quyết định ông sẽ bỏ chơi banh hết để đi làm những cái sự Chúa kêu gọi đó. The Dallas Cowboys called him and wanted him to come. Cái đội Dallas Cowboys gọi ông và nói mời ông đi chơi banh cho cái đội đó. His heart leaped and he said, "Of course." And he was there. Và cái trái tim của ông rất là hân hở và ông nói yes và ông đồng ý. That must be God's will. Ông nghĩ rằng đó là ý của Chúa phải không? He got there but he was troubled. Khi mà ông đến gặp cái đội đó đó, cái trái tim của ông bất an. Something was stirring, they just couldn't let go. Có cái gì ở trong tấm lòng ông đang sôi nổi trong đó và ông không có bình an. He actually had the pen in hand and was going to sign his name for the contract. Và ông cầm cái viết, ông sắp ký tên của ông để chơi cho cái đội banh này. But he realized that was the Holy Spirit telling him, "No, don't sign." Và ông nhận biết rằng ở trong lòng của ông là Đức Thánh Linh đang nói với ông là đừng có ký. So he didn't. Cho nên ông không ký. And now he has a ministry on the East Coast feeding hungry people. Và bây giờ ông có một mục vụ ở bên cái miền Đông của nước Mỹ cho những cái người chết đói ăn. And yes, there are times when he thought, "Oh man, I would have loved to be doing that," but he chose Jesus and he loves choosing Jesus. Có những lúc ông cũng nghĩ rằng là tôi thích chơi banh, nhưng mà ông yêu Chúa và ông muốn hầu việc Chúa. And we're not football. You might be a football player, but none of us are. I'm not famous. We're not football players. But the Lord is also asking us to surrender and to follow Him. And He may ask us to do things that we didn't think we should be doing, but say yes to Jesus. Chúng ta có thể không phải nổi tiếng như cái người đó và chúng ta không có chơi banh giỏi, nhưng mà mỗi người chúng ta có khi chúng ta nghe cái sự kêu gọi của Chúa, Chúa biểu mình làm cái gì đó, thì tôi mong rằng mỗi người chúng ta nói với Chúa Giê-xu rằng yes, con sẽ làm. And there's going to be times when you're going to be tempted with good things. Và có khi chúng ta quyết định điều đó rồi thì ma quỷ nó sẽ cám dỗ chúng ta với những điều rất là tốt đẹp. But if it's not God, don't do it. Nhưng mà nếu cái đó không có Chúa, không phải đến từ Chúa thì đừng có làm. Jesus said in Matthew 22:37, it says, "You shall love the Lord your God with your heart, with all your soul, and with all your mind." Ở trong Matthew, cái câu thứ nhì, đoạn 22 câu 37, Đức Chúa Giêsu đáp rằng, "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." And I found out growing up and also today is that as we choose him, as we follow him, as we obey him and trust him, the supernatural happens. Và tôi kinh nghiệm khi tôi lớn lên, khi mà chúng ta đầu phục Chúa, khi chúng ta vâng lời Chúa, làm những gì mà Chúa dặn và biểu đó, thì chúng ta sẽ thấy những cái dấu kỳ phép lạ xảy ra. And again, we have to put him first, even over our family sometimes. Và chúng ta phải đặt Chúa làm đầu và quan trọng nhất ở trong đời sống của mình, có khi quan trọng hơn chính gia đình của mình. He wants us to care for our families, of course. Đương nhiên Chúa muốn cho mình chăm sóc cho gia đình của mình. And our children are a blessing from the Lord. Và con cái của mình là những ân phước mà Chúa ban cho mình.
But many times we exalt our blessings above God. Nhưng mà có khi chúng ta coi những cái ân phước quan trọng hơn là đấng ban phước là Chúa. And he says, give it all to him. Nhưng mà Chúa nói rằng đầu phục, giao cho Chúa hết, dâng cho Chúa hết. He knows the future. Chúa biết tương lai. And he knows your tomorrow. Và Chúa biết ngày mai của and mỗi he người chúng it. Ta. He's got it. Và Chúa nắm cái tương lai của mình trong tay của Chúa. So the first thing was surrendering our life. Cho nên điều đầu tiên là chúng ta phải thật sự đầu phục Chúa. The second thing that the Lord told me or showing me is that we have abandoned the real gospel. Và cái điều thứ nhất rằng là Chúa chỉ tôi rằng chúng ta phải đầu phục Đức Chúa Giêsu hoàn toàn. Và điều thứ nhì Chúa chỉ tôi rằng là và Chúa dạy tôi rằng là chúng ta đã bỏ đi cái tin lành trọn vẹn thật sự. There's a lot of gospels being preached out there with Jesus and using scripture. Có nhiều đạo ở ngoài đó nói về Chúa Giêsu và cũng dùng Kinh Thánh. But it's not the Jesus of the Bible. Nhưng mà Chúa Giêsu của họ không phải là Chúa Giêsu ở trong Kinh Thánh. John 14:6 says. Giăng 14 câu 6 dưới cái số 2 đó nói. Jesus said to him, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Đức Chúa Giêsu đáp rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. That means no other gods. Nghĩa rằng không có thần nào. And when we know the truth of God's word, và khi chúng ta biết lẽ thật của lời Kinh Thánh, we'll recognize the lies. Thì chúng ta sẽ biết những cái sự giả dối. But you're going to have lots of people, even preachers. Và chúng ta sẽ có nhiều người kể cả mục sư. They're not following the word of God. Mà không đi theo lời của Chúa. So we have to stand. Cho nên chúng ta phải đứng. And speak the truth. Và nói lẽ thật. It's not always popular. And people don't want to hear it. Có khi người ta không muốn nghe và mình sẽ không nổi tiếng. Some of the lies that you'll hear out there, I was talking with the youth last night. Hồi tối tôi nói những trẻ em trong ban thanh niên, nhưng mà có những cái điều giả dối mà mình thường nghe. We hear people all the time saying we're all God's children. Thường thì chúng ta nghe rằng là ai là cũng là con cái của Đức Chúa Trời. And that's not true. Nhưng mà điều đó không đúng. God created each of us in His image. Chúa dựng nên mỗi người chúng ta theo hình và ảnh tượng của Chúa. That is true. Điều đó là đúng. But the word says that unless we're born again through Jesus Christ only, the blood of Jesus, we're not His children. Nhưng mà lời của Chúa nói rằng là trừ phi chúng ta được sinh lại qua Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta không có thể làm con cái của Đức Chúa Trời. When you were saved, khi chúng ta được cứu, you ask Jesus into your life. Chúng ta mời Đức Chúa Giêsu Christ vào trong đời sống của mình. He made him Savior and Lord. Và mình đặt Chúa làm đấng cứu chuộc của mình và vua của mình. And then maturing in Christ. Và chúng ta phải trưởng thành và lớn lên ở trong Chúa. Growing up, I guess, in Christ. Yeah. We're baptized in water. Và chúng ta chịu phép báp têm bằng nước. And that's not just a public declaration to our families. Và cái điều đó không phải chỉ cái báp têm bằng nước đó, không phải chỉ là một cái điều chúng ta làm để cho gia đình của chúng ta thấy là chúng ta tin Chúa. In the spirit realm, you are letting all the demons and Satan himself know that you've just changed kingdoms. Ở trong cái cõi thuộc linh đó, khi mà chúng ta chịu phép báp têm đó, chúng ta cho ma quỷ và tất cả sự tối tăm biết rằng bây giờ chúng ta không còn ở trong cái vương quốc tối tăm nữa, nhưng mà chúng ta đã đổi và bước đi trong vương quốc sáng láng của Đức Chúa Trời. And that's powerful because when you went under the water, you were buried with Christ and then you were raised up into Christ. Và cái điều đó là quyền năng, tại vì khi mà chúng ta chìm xuống nước, đó có nghĩa rằng chúng ta đã chết ở trong cái đời sống cũ của mình, và khi chúng ta trỗi dậy, đó là chúng ta bước đi theo Đức Chúa Giêsu Christ. And you don't just get a clean slate, but you get a brand new life. Và chúng ta không chỉ được xóa đi tất cả tội lỗi của chúng ta, nhưng mà chúng ta có được một đời sống mới. We have a friend. Tôi có một người bạn. And he was in a different country, but he was looking for another friend. Có một người bạn, ông có một người bạn ở đi qua nước khác chơi và ông đang tìm người đó. And he looked everywhere for this friend. Và ông không biết người bạn, ông đi đâu ở trong cái nước đó, ông tìm mọi nơi.
And he wasn't a Christian, so he went to a fortune teller. Và cái người đó không phải là cái người tin Chúa, cho nên ông đi đến một cái người coi bói. And the fortune teller said that, oh, he's dead. He died. Và cái người coi bói đó coi về cái người bạn đó nói rằng bạn ông đã chết rồi. And months later, he ran into his friend. Và sau vài tháng đó, thì ông gặp cái người bạn của ông. And he's like, oh my goodness, you're supposed to be dead. Ông nói rằng, tôi tưởng đâu ông chết rồi. And this guy who's a minister, he said, tell me what date that I was supposed to die. Và cái người này là cái người tin Chúa hỏi cái người này rằng là, nói cho tôi biết đáng lẽ tôi phải chết ngày nào. And he said, oh, that's the date that I was baptized. I was buried with Christ. And now I've been risen in new life. Khi cái người kia nói rằng ngày đó như vậy đó, thì cái người này nói rằng, cái ngày đó là cái ngày tôi làm phép báp têm. Thật sự ông chết và ông sống lại một đời sống mới trong Chúa. And so many times I grew up with just take Jesus like a wagon. Khi mà tôi lớn lên, có nhiều khi tôi nghĩ rằng là mình lấy Chúa Giêsu như là kéo một cái giỏ hay là gì đó. And just take Jesus wherever you go. Và mình đem Đức Chúa Giêsu Christ theo mình bất cứ nơi nào mình đi. But that's not really true. Nhưng mà điều đó không thật. The Bible says that we were raised in him. So I'm the baggage. Cái điều đó không thật tại vì Kinh Thánh nói rằng là mình được sống lại trong Chúa, thành ra Chúa mang mình đi theo Chúa chứ không phải là mình mang Chúa đi theo mình. So we become one with Jesus. Và mình trở nên một với Đức Chúa Jesus Christ. And that's good news. Và đó là tin lành. Because when God looks at me, khi mà Chúa nhìn tôi, he doesn't see my imperfections. Chúa không có thấy cái sự tội lỗi của tôi. He sees Jesus. Chúa thấy Đức Chúa Jesus Christ, who is holy là đáng, and righteous, đáng thánh và đáng công bình, and perfect, và trọn vẹn. I'm not, but he is. Tôi không phải là người trọn vẹn nhưng mà Chúa Giêsu là người trọn vẹn. But when I'm one with him, khi tôi trở nên một với Đức Chúa Giêsu, we can walk in the fullness of God. Mình có thể bước đi trong cái sự trọn vẹn của Chúa. And it's pleasing to God. Và điều đó làm đẹp lòng Chúa. But the enemy knows that. Nhưng mà kẻ thù của chúng ta biết điều đó. But he wants to know, do you know that? Nhưng mà kẻ thù của chúng ta không muốn cho chúng ta biết điều đó. We're always going to go through trials and some tribulations. Mình sẽ luôn luôn có những cái sự khó khăn và sự khổ cực. But the enemy wants to mess you up. Nhưng mà kẻ thù của chúng ta muốn cho chúng ta vấp ngã. He wants you to not believe what God's already told you that you're a new creation in him. Muốn cho chúng ta không có tin rằng không có tin lời của Chúa, những cái lời mà Chúa nói rằng chúng ta là những người được dựng nên mới ở trong Chúa. And he also wants you to believe that he is powerful. Và kẻ thù muốn cho chúng ta tin rằng là ma quỷ nó có quyền lực. But we always see, like especially on TV, like you have Christ over here and then the devil over here on this shoulder and they're kind of fighting each other. Và có khi chúng ta có một cái hình ảnh và ở trên TV chúng ta cũng thấy những hình ảnh này là Chúa bên đây một bên, rồi ma quỷ bên đây một bên, rồi hai người đánh lộn nhau. But that's not true either because God has no rivals. Cái điều đó cũng không đúng theo lẽ thật của Chúa, tại Đức Chúa Trời không có kẻ nào đối địch cùng Chúa được. Satan is under his feet. Ma quỷ đang ở dưới chân của Đức Chúa Trời. And he's under your feet too. Và ma quỷ cũng ở dưới chân của tất cả ông bạn chị em tin Chúa. Because we're one in Christ. Tại vì mình là một với Đức Chúa Jesus Christ. And it's a beautiful experience when we just go by what God says. Và cái kinh nghiệm đó rất là tốt đẹp khi chúng ta dựa vào cái lời của Chúa. And not what the world tells us. Và không có dựa vào những cái điều mà thế gian người này người kia nói với mình. That another part of the gospel is that when we're raised in Christ as a new person, I know you guys all know about the Holy Spirit. Một điều quan trọng về tin lành nữa là khi chúng ta được một cuộc đời sống mới ở trong Chúa Giêsu, thì chúng ta được nhận Đức Thánh Linh. And the Holy Spirit comes upon us. Và Đức Thánh Linh được đổ đầy ở trên chúng ta. And just like that baptism in water. Và cũng như là chúng ta được báp têm ở trong nước. Baptism in the Holy Spirit. Được báp têm ở trong Đức Thánh Linh.
is the same thing. The Spirit wants to immerse you. Cũng giống như vậy. In His anointing. Đức Thánh Linh muốn tràn đầy ở trên chúng ta, giống như là chúng ta được sức dầu bởi Đức Thánh Linh. Jesus said that you have the same power and the authority. It's His power, but it's He's given you His authority. Đức Chúa Giêsu Christ nói rằng chúng ta có quyền lực giống như là Đức Chúa Giêsu. Quyền lực là của Đức Chúa Giêsu Christ, nhưng mà Chúa đã ban cho mình. That we can trample the enemy under our feet. Và chúng ta có thể giày đạp ma quỷ ở dưới chân của mình. And nothing will harm us. Và không có gì làm hại chúng ta. We have that authority. Chúng ta có quyền đó. And that's a beautiful thing because that's one of our weapons. Và cái điều đó, và cái điều đó là cái điều vĩ đại vì đó là vũ khí của chúng ta. But the Holy Spirit isn't really just for us. Nhưng mà Đức Thánh Linh không chỉ cho chúng ta to make us feel better. Để yên ủi chúng ta. But it makes the word come alive in us. Nhưng mà Đức Thánh Linh làm cho lời của Chúa sống ở trong chúng ta. But He also gives us power and boldness to witness of a resurrected Christ. Và Đức Thánh Linh ban cho chúng ta cái sự dạn dĩ để nói cho những người khác nghe về Chúa Giêsu Christ và sự sống lại của Ngài. So in the New Testament, cho nên ở trong Tân Ước, Kinh Thánh, after the baptism of the Holy Spirit came upon the people, khi mà những người tin Chúa được nhận lãnh sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, people were speaking in different languages and they could understand their language. Họ nói rất là nhiều thứ tiếng và nhiều người được nghe và hiểu thứ tiếng của họ. And so people asked Peter, "What do we do?" Và nhiều người hỏi Phi-e-rơ, thánh đồ Phi-e-rơ rằng là chúng ta phải nên làm gì? Acts 2:38. Ở trong công vụ đoạn 2 câu 38, câu thứ nhì đó. It says, "Then Peter said to them, 'Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit.'" So He not only for the Lord, when we repent, repent means to turn away, not just to ask forgiveness, but to turn away from whatever of the world, whatever we were doing, because we have Jesus in us now. Phương copy sai cái câu đó. Cái này là câu văn 14 câu 6. Chúng ta phải xem trong công vụ đoạn 2 câu 38. Ông Phi-e-rơ nói rằng là chúng ta phải ăn năn, chúng ta phải được báp têm trong danh Đức Chúa Jesus Christ và chúng ta phải nhận lãnh Đức Thánh Linh. Ăn năn là chúng ta xây bỏ tất cả những cái điều xấu, những cái tội lỗi mà chúng ta đã làm và đi theo Chúa Giêsu. And that's why we can go back to number one of surrendering, because when we repent. Và từ đó chúng ta trở lại số một là đầu phục Đức Chúa Giêsu. Tại khi chúng ta ăn năn and truly follow Jesus, và thật sự đi theo Chúa Giêsu, then our selfishness is no longer an issue. Thì cái sự ích kỷ của chúng ta sẽ không thành vấn đề nữa. Nó sẽ không làm vấn đề cho mình. And that's always hard. Và cái điều đó là khó. Because that's where the enemy wants to always mess us up. Và cái điều đó là cái điều mà ma quỷ muốn cho chúng ta vấp ngã, vấp phạm. Because there's so many things that we want it to be about us. Tại vì có rất là nhiều điều chúng ta muốn cho mình. And we always have to remember, no, it's for God to be exalted. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng là mọi sự phải cho Chúa được vinh hiển. So when we go through hard things, cho nên khi chúng ta trải qua những cái điều khó khăn trong đời, people are watching and they're seeing the Jesus in you. Nhiều người đang dòm xem chúng ta và họ có thấy Đức Chúa Jesus Christ ở trong mình không? How can you have joy? How can you have peace? Trong những hoàn cảnh như vậy, họ có thể thắc mắc rằng tại sao cái người đó còn vui vẻ, tại sao cái người đó còn bình an? And how can you keep trusting God when things don't look good? Và sao mình có thể cứ tiếp tục tin Chúa Giêsu Christ khi mà đời sống có những khó khăn như vậy? But through it all, nhưng mà qua những việc như vậy, God will be glorified. Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển. And people will be drawn to Him because of you. Và người ta sẽ muốn biết Đức Chúa Trời tại đời sống của mình, qua đời sống của mình. And isn't that what it's all about? We want souls into the kingdom. Và cái đó là cái điều mà tất cả mọi người chúng ta muốn, là nhiều người vào nước của Đức Chúa Trời. Romans 1:16. Roma đoạn 1 câu 16. It says, "For I am not ashamed of the
of the gospel of Christ. Cô kế nói rằng là thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. For it is the power of God to salvation for everyone who believes. Vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. And the Bible says for the Jews first and also for the Greek. Và Kinh Thánh nói rằng trước là cho người Giuđa, sau là người Greek. That basically means all of us, everybody. Cái đó nghĩa là mọi người chúng ta. But I want to put a key word here, and it's the gospel is the power unto salvation. Nhưng mà cái điều quan trọng á là những cái chữ là tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi cái tin. And there's a lot of programs out there. There's a lot of things that people want to give us. Có ở trên đời này có nhiều chương trình, có những này những kia mà người ta muốn cho chúng ta có. But if it's not the gospel, the real gospel. Nhưng mà nếu không phải là tin lành thật sự, it won't sustain you and it will lack power. Nó sẽ không có quyền phép gì và sẽ không giúp đỡ mình được. Acts 17:26-30. Trong câu cuối Công Vụ đoạn 17 câu 26 tới 30. It says, and he has made from one blood every nation of men to dwell on the face of the earth. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất. And has determined their pre-appointed times and the boundaries of their dwellings. Ngài định trước thì giờ đời người và giới hạn chỗ ở. So that they should seek the Lord in the hope. Hầu cho họ tìm kiếm Đức Chúa Trời. That they might grope for him and find him, though he is not far from each one of us. Và hết sức tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người chúng ta. For in him, vì ở trong, tại trong Ngài, we live and move and have our being. Chúng ta được sống, động và có. Verse 29 says, therefore, câu 29 nói vậy bởi chúng ta, since we are the offspring of God, we ought not to think that the divine nature is like gold or silver or stone or something shaped by art and man's devising. Vậy bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc hay là đá bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm chỗ nên. He says, truly these times of ignorance God overlooked, but now he commands all men everywhere to repent. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời không biết và ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn. Because he has appointed a day on which he will judge the world in righteousness by the man whom he ordained and had given assurance of this to all by raising him from the dead. Vì Chúa đã định sẵn một ngày mà Đức Chúa Jesus Christ sẽ đoán xét mỗi con người. So in that's the gospel. We don't hear that he's coming back to judge the world according to his standard. And đó là tin lành. Thường chúng ta không nghe rằng Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở lại và đoán xét mọi người tùy theo cái tiêu chuẩn của Ngài. And that's why it's so important that each of us have that personal relationship with him. Và cái điều đó cho chúng ta biết rất là quan trọng là mỗi người chúng ta phải tự tin nhận và biết Đức Chúa Jesus Christ. And that personal relationship doesn't mean just getting into heaven, which is great. Và cái mối quan hệ liên hệ giữa mình với Chúa đó không có nghĩa rằng là chỉ chúng ta được vào thiên đàng. Được vào thiên đàng cũng là tốt. But he already knows you personally, but he really wants you to know him personally. Nhưng mà nó nghĩa rằng là Chúa đã biết chúng ta một cách mật thiết và Chúa muốn cho chúng ta biết Chúa một cách mật thiết. He sees you, he knows you, he knows the desires of your heart. Chúa thấy mình, Chúa biết những cái ao ước của tấm lòng mình. And he just wants you to love him and trust him. Và Chúa chỉ muốn cho chúng ta yêu Chúa và tin cậy Chúa. And we know that the resurrection of Jesus from the dead was the emphasis of the gospel. Yes, we know that he died and that exchange, his blood was given for us, and those are amazing, amazing miracles. But also what the world needs to see and what really the gospel is he's alive today. Và cái điểm mạnh của tin lành là Đức Chúa Jesus Christ chết và sống lại. Đương nhiên chúng ta phải biết rằng Chúa đã chết thay cho chúng ta vì tội lỗi của chúng ta, nhưng mà thế giới ngày hôm nay cần một đấng sống. And this afternoon we'll be talking about some of the entanglements that people get into. Trưa hôm nay trong buổi huấn luyện thì chúng ta sẽ nói về những cái điều mà vướng người ta. Because we all come from different backgrounds and different religions.
và and different gods. Vì chúng ta có những cái phong tục tập quán khác nhau, chúng ta đến từ những cái gia đình thờ cúng thờ hình tượng và thờ những thần khác. One of the testimonies we have a lady. Có một người một bà làm chứng rằng and she was having all kinds of torment and trouble. Bà có nhiều cái vấn đề. And she just happened to be participating in things like yoga. Bà đang làm rất là nhiều điều. Một trong những điều đó là bà tập yoga. Here in the West, we just think it's exercise. Ở bên Mỹ thì mọi người nghĩ rằng yoga là chỉ là tập thể dục thể thao thôi. But people from different religions realize that it's also a spiritual thing. Nhưng mà những cái đạo khác biết rằng yoga là cái điều mà người ta thờ phượng. And so there's no mixing of gods. God said, "I'm the only one." Thành ra chúng ta không có để chung những các thần. Chúa nói rằng là có chỉ mình Đức Chúa Trời là chân thần. So this lady, she was having all kinds of trouble. She was going down the street one day, and she just felt like she needed to just run off the road, off a cliff. And she said, "Where did that come from?" Cho nên cái bà này, bà có nhiều vấn đề ở trong tâm thần của bà. Có một ngày bà lái xe và bà cảm nhận rằng là bà muốn lái chiếc xe đó khỏi cái cầu và chết đi. Và bà nghĩ rằng cái điều đó đến từ đâu? She began having nightmares. Bà bắt đầu có ác mộng. Headaches. Nhức đầu. And then one day she was just sitting in her chair. Và một ngày bà ngồi trên ghế của bà. And something took hold of her and just knocked her on the ground. Và bà cảm nhận rằng có cái gì vặt bà xuống và bà té xuống đất. And she felt like she was choking. Và bà cảm nhận rằng ai bóp cổ bà. She knew to call on the name of Jesus. Và bà biết kêu cầu danh Chúa Giêsu. And all of that was gone. Và tất cả những điều đó chấm dứt. And in her spirit she knew the Lord was showing her that she had to renounce yoga. Và trong tấm lòng của bà biết rằng là Chúa kêu gọi bà từ bỏ đi cái yoga. And then she commanded any demonic activity related to that participation to go in the name of Jesus. Và bà sau khi từ bỏ cái điều đó thì bà ra lệnh cho tất cả những cái quyền lực tối tăm mà liên quan đến yoga đó phải đi. And she's a free woman today telling her testimony of how she got trapped and God freed her. Và bây giờ bà làm chứng lại, bà được tự do tất cả những điều đó và bà làm chứng lại Chúa giải cứu bà từ tất cả những cái điều vấn đề đó trong đời sống của bà. But Jesus is alive and he's real and he wants to be your Lord and Savior. Nhưng mà Đức Chúa Jesus Christ là đấng sống, đấng thật và Chúa muốn làm vua và đấng cứu rỗi của đời sống mình. And Christianity is the only religion where God came to man. Và Tin Lành là cái đạo duy nhất mà Đức Chúa Trời đến với loài người. We didn't know we needed a savior. Loài người không biết rằng mình cần một đấng cứu rỗi. But God had a plan for us. Nhưng mà Chúa có chương trình cho mình. And then Christianity is also the one. Và chỉ Tin Lành. We don't have to work for it. Chúng ta không cần làm những công quả để được cứu. It's God's grace. It was a gift. Đó là cái sự cứu rỗi, là cái ân điển, là một món quà. I didn't earn it. Mình không có thể làm để được. In fact, I was guilty. Hơn nữa, mình là những người tội nhân. But Jesus took all that away. Nhưng mà Chúa cắt đi tất cả những cái tội đó. And my past, I don't have to remember it anymore. Và những cái quá khứ của mình không cần nhớ lại nữa. And sometimes we remember our past. Có khi chúng ta có nhớ lại quá khứ của mình. But God forgets it. Nhưng mà Đức Chúa Trời không nhớ đâu. And our past doesn't define us. Và cái quá khứ của mình không định hướng cho cái tương lai của mình. Because we're brand new creatures. Tại vì mình là những người được dựng nên mới. And Christianity is the only religion. Và đạo Tin Lành là duy nhất. Where God actually came and did an exchange. Did an exchange. He transferred. He took away. Đạo Tin Lành là đạo duy nhất mà Đức Chúa Trời đến. Và Chúa không có một cái trao đổi. Chúa đến và Chúa cắt đi. It was like in a courtroom, in a judge. Giống như là ở trong tòa, có một cái người làm tòa. And I'm there
guilty, getting ready to be sentenced to death. Và mình đứng đó, mình là người có tội, sắp bị phán án, phải tử hình. And somebody comes up and just says, "Oh, I'll pay her fine." Và có một người khác đến và nói với ông tòa rằng là để tôi trả cái hình phạt cho cổ. I'm still guilty and I should have deserved death. Tôi là người có tội và đáng lẽ tôi phải bị chết, tử hình. But another person came in and took the death penalty for me. Nhưng mà một người khác bước ra và chịu cái án tử hình đó thay thế cho tôi. So that's what God did for us. Đó là điều Đức Chúa Trời làm cho mình. Other religions, God doesn't do that. Trong những đạo khác, Đức Chúa Trời không có làm điều đó. In fact, one of the lies that we believe, that I used to believe all the time, is that we all serve the same God, and that's not true. Một trong những cái sự không thật, giả dối mà hồi đó tôi cũng tin là tôi tin rằng là tất cả mọi người, tất cả tôn giáo đều thờ phượng một Đức Chúa Trời, nhưng mà cái điều đó không đúng. There's only one God, and that's Jehovah God. Có chỉ mình Đức Chúa Trời, một Đức Chúa Trời, đó là Đức Giê-hô-va. There's only one Jesus and he's alive today. Có một mình Đức Chúa Jesus Christ là đáng sống ngày hôm nay. All the other gods, sometimes they were not real. Có những cái thần khác đó thì có khi không thật. And then sometimes if they were real, they died and they never resurrected. Và những thần khác trong những cái tôn giáo khác đó, có khi họ là những người có thật nhưng mà họ chết và họ không bao giờ sống lại nữa. And whenever we serve other gods, và bất cứ khi nào chúng ta hầu việc hay là thờ phượng những thần khác, when we live without God, khi chúng ta sống không có Chúa, we're subject to the world as it is with wickedness and sickness and decay. Thì chúng ta phải đầu phục cái thế giới này, cái sự gian ác, những sự tối tăm, những sự suy đồi của cái thế giới này. And so because of Jesus, nhưng mà bởi Đức Chúa Giêsu, we are reconciled back to God. Chúng ta được kết nối lại với Đức Chúa Trời chân thành. In the kingdom of God. Ở trong vương quốc của Ngài. And one day we know there will be no sickness in heaven. Và chúng ta biết rằng một ngày nào đó ở trên thiên đàng sẽ không còn cái sự bệnh nữa. But while we're living here, nhưng mà khi chúng ta sống ở trên thế gian này, and Jesus and the kingdom of God is inside us, và nước Đức Chúa Trời, vương quốc của Đức Chúa Trời ở trong mình, then sickness can't stay in my body either. Thì chúng ta biết rằng cái bệnh tật cũng không có thể ở trong cái thân thể của mình nữa. I don't deny my symptoms. Có khi chúng ta bị bệnh thì chúng ta không chối bỏ cái triệu chứng của bệnh đó. But we can take that authority that Jesus gave us. Nhưng mà mình có thể lấy cái quyền năng mà Chúa ban cho mình. And pray for the sick. Và cầu nguyện cho những người bệnh. Pray for minds that are distorted. Cầu nguyện cho những tâm thần mà không được bình thường. Pray for the lost that don't know Jesus. Cầu nguyện cho những người đang hư mất, đã chưa biết Chúa. And in the name of Jesus. Và trong danh Chúa Giêsu. They're going to encounter him. Họ sẽ gặp gỡ Chúa Giêsu. Because that's the whole goal, is we want people to know Jesus. Đó là cái mục đích của chúng ta, là để cho người ta biết Đức Chúa Giêsu. And one of the ways that he shows that he's alive today is demonstrating his power to save, but to heal and to deliver. Và một trong những cách mà Chúa muốn cho người ta biết Chúa đó là qua sự chữa lành, qua sự cứu rỗi, qua sự buông tha cho họ được tự do. It's the same grace, the same faith when you ask Jesus into your heart. Và cái đó chỉ là một cái ân điển, nó cùng là một cái ân điển để cứu rỗi chúng ta. Khi mà chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta được cứu. You know you're going to heaven, but you can't see that, you can't feel that, you're just believing that. Khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta biết mình sẽ lên thiên đàng, nhưng mà mình chưa thấy được, mình chỉ tin thôi. And the same thing with healing and deliverance. We don't always see it right away, we don't feel it, but we can trust. Thì sự chữa lành cũng giống như vậy. Chúng ta có khi không có thấy ngay lúc đó, chúng ta có thể không cảm giác được ngay lúc đó sự chữa lành, nhưng mà chúng ta tin. So we surrender to the Lord. That was number one. Number two is the real gospel, the truth, and not the lies. And then I want to end with number three. Cho nên số 1 là chúng ta đầu phục Đức Chúa Jesus Christ hoàn toàn.
Thứ, số 2 là chúng ta phải tin nhận tin lành trọn vẹn, thật. Và số 3, the last thing of why we don't always see miracles here is because we don't acknowledge the things that we have. Cái số 3 là có khi chúng ta không thấy phép lạ là tại vì chúng ta không nhìn biết những gì mình có. Philemon 6. Trong Philemon đoạn 1 câu 6. That the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus. Ta cầu xin Ngài rằng đức tin đó là đức tin chung cho chúng ta được có hiệu nghiệm, khiến người ta biết và ấy là vì Đấng Christ mà mọi điều lành được làm trong chúng ta. Ephesians 1:3. Ephesians 1 câu 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. He has given us everything to be whole, to be healthy, to be spiritually alive, to be able to be effective and fruitful. Thật sự Đức Chúa Jesus Christ đã ban cho chúng ta tất cả mọi ân tứ thiêng liêng để cho chúng ta được chữa lành, để cho chúng ta được phát triển, để cho chúng ta được bình an. But many times people believe that Jesus is not enough. Nhưng mà nhiều khi nhiều người tin rằng là Chúa Giêsu chưa đủ. So we believe that Jesus is enough. He's more than enough. Nhưng mà chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là đủ, Ngài là hơn bội phần những gì mà chúng ta cần. And if you trust him with everything, và nếu chúng ta tin cậy Chúa cho mọi sự, he will be more than faithful. Ngài là đấng thành tín. God doesn't lie. Đức Chúa Trời không có nói láo. He is who he says he is, and he does what he says he'll do. Đức Chúa Trời nói Ngài là như thế nào thì Ngài chính là như vậy, và Ngài nói Ngài sẽ làm cái gì thì Ngài sẽ làm như vậy. So when things aren't going well, how do we acknowledge the things that we have? Cho nên khi mà trong đời sống cái hoàn cảnh nó trái nghịch, nó không tốt, thì làm sao mình nhìn biết những cái ân tứ mà Chúa ban cho mình? One of the hardest things to do, but we need to do it, is start praising and thanksgiving, giving him thanks. Một trong những điều khó khăn nhất nhưng mà chúng ta cần phải làm đó là khi ở trong nghịch cảnh, khi mà không những cái điều không tốt lành đang xảy ra thì chúng ta cần phải ngợi khen Chúa. Many times we don't feel like it. Nhiều khi chúng ta không cảm hứng để mà ngợi khen Chúa. We don't feel like praying. Mình không cảm hứng để cầu nguyện. And we definitely don't feel like reading the word of God. Và chúng ta đương nhiên không muốn đọc lời Chúa là Kinh Thánh. But when we start to give him thanks. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu cảm ơn Chúa. That Lord, I thank you Jesus that you're in me. Mình chỉ cảm ơn Chúa là Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài ở trong con. That you love me and I have your spirit in me. Là Chúa yêu thương Chúa yêu thương con và con có Thánh Linh của Ngài ở trong con. That his presence is in me and around me and protecting me. Và Chúa đang bảo vệ con, Chúa đang gìn giữ con. He's given us his authority. Và Ngài ban cho chúng con quyền năng của Ngài. He's given us his word, which is life and spirit. Và Ngài ban cho chúng con lời của Chúa là sự sống và Thần Linh của Ngài. And he's given us his name. Và Chúa ban cho con danh của Chúa. When you take on someone else's name, like in a marriage, you get some privileges from that name. Khi mà mình dùng cái danh của ai mà vĩ đại đó, thì mình có được quyền lợi của cái danh đó. Jesus told us to use his name. Chúa Giêsu biểu chúng ta phải dùng danh của Ngài. Because his name is exalted above all names, God said. Vì danh của Ngài được cao ở trên muôn danh. So don't you think cancer has to submit to the name of Jesus? Cho nên mình suy nghĩ ung thư phải đầu phục cái danh Chúa Giêsu không? Depression can't stand in the name of Jesus. Cái sự thoái chí, những cái trầm cảm phải đầu phục danh Chúa Giêsu. So we just trust him. Cho nên chúng ta tin Chúa. And we trust him because we know he loves us. Và mình tin Chúa tại vì mình biết rằng Chúa thương mình. And as we grow to know him, và khi mình lớn lên ở trong đức tin và mình biết Chúa, we don't look at the miracles, we don't go after miracles. Mình không có tìm kiếm những cái phép lạ. We go after knowing him. Mình tìm kiếm Chúa và biết Chúa. And he loves to bless. He loves to show himself through you because every miracle is really a character of God.
Và Chúa muốn, Chúa thích ban phước cho mình, và Chúa muốn những cái ân tứ và những cái phép lạ được diễn ra qua mình. Tại vì khi mà Chúa làm phép lạ đó, đó là Chúa biểu hiện cái bổn tánh tốt của Ngài. His character is good all the time. Đức Chúa Trời là đấng tốt lành lúc nào cũng vậy. He has integrity. Ngài là đấng uy tín. And when he says he will heal and save and deliver, he does that. Và khi Ngài nói rằng Ngài chữa lành, Ngài sẽ cứu và Ngài sẽ buông tha được tự do, thì Ngài sẽ làm như vậy. And here's the scripture that I use for holistic health. Và cái câu kinh thánh cuối là cái câu mà tôi dùng để được sự chữa lành trọn vẹn. 1 Peter 2:24 through 25. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 23 đến câu 24. It says, "Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness." Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. By whose stripes you were healed, past tense. Hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhân những lần đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh, đã được là chúng ta đã được rồi. For you were like sheep going astray, but have now returned to the shepherd and the overseer of your soul. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Soul is your mind, your emotions, your whole being. Cái linh hồn á, cái tâm hồn của mình đó là cái sự suy nghĩ, cái cảm giác của mình, tất cả cái gì mà là mình đó. So right here, what God did, what Jesus did on the cross. Và những cái điều mà Chúa Jesus Christ đã làm ở trên thập tự giá. He said it was finished. Chúa nói đã làm xong rồi. So because of the cross, because of the finished work of the cross. Cho nên vì tất cả những điều mà Đức Chúa Jesus Christ đã làm xong ở trên thập tự giá. We can use his word. Chúng ta có thể dùng lời của Ngài. Just like Jesus did when he was tempted by the devil. Như là Đức Chúa Jesus Christ đã làm khi mà Ngài bị cám dỗ, ma quỷ cám dỗ. He said it was written. Chúa nói rằng lời của Chúa đã ghi. He didn't argue with them, he didn't reason with them. Chúa không có cãi lộn với ma quỷ, cũng không có lý lẽ với ma quỷ. He just said it is written. Chúa chỉ nói rằng lời Chúa đã ghi như vậy. And that's what we do. We say in the name of Jesus, it is written, and we can say by his stripes we were healed. Và let me explain that. Và chúng ta cũng có thể làm như vậy. Chúng ta cũng có thể nói rằng là lời của Chúa đã ghi rằng là bởi lằn đòn của Ngài chúng ta đã được chữa lành. We call out depression and say in the name of Jesus, it is written that he is the shepherd, the overseer of my soul. Và chúng ta có thể, bất cứ chúng ta có những cái vấn đề gì giống như là trầm cảm, thối lui, thì chúng ta có thể gọi nó ra, nói trầm cảm, Đức Chúa Giê-xu là giám mục của linh hồn của tôi. And Jesus also said, và Chúa Giê-xu cũng nói, that he didn't give us a spirit of fear, but of love, power, and a sound mind. Chúa không có ban cho chúng ta những cái tâm thần nhút nhát, nhưng mà cái tâm thần tình yêu, quyền năng, và sự tiết độ. So when God says it, it's settled and I believe it. Và cho nên khi Chúa nói qua lời của Chúa thì cái đó là điều mình tin. And so we talk to the devil, we talk to sickness, we talk to depression and those things like that. You have to go in Jesus name because it is written. Cho nên mình có thể nói với những cái vấn đề của chúng ta như vậy, mình nói với sự trầm cảm, mình nói với sự bệnh tật, mình nói rằng lời của Chúa đã ghi như vậy, cho nên bệnh và trầm cảm và tất cả những vấn đề đó phải đi, tại vì lời của Chúa đã ghi như vậy. And so the questions that I would ask you, and I asked the youth last night a little bit, is where are you? And I believe God's asking that to us every day, you and I both. Và cái câu hỏi mà tôi muốn kết luận sáng hôm nay đó là tôi muốn hỏi rằng là mỗi người của chúng ta, mình đang ở đâu với Chúa? In the Garden of Eden, when God said, "You know, where are you, Adam and Eve?" Trong vườn Eden khi mà Chúa đến, Chúa hỏi Adam, "Con ở đâu?" I used to not think much of that, but really, tôi hồi đó không có suy nghĩ về câu đó. But when you think about God, He knew where the people were. He's God.
Nhưng mà khi mà nếu mà chúng ta suy nghĩ Chúa biết Adam ở đâu, tại vì Chúa là đấng toàn tri, Chúa biết, tại sao Chúa lại hỏi câu đó? It was a question they couldn't answer. Cái câu đó họ không trả lời được. He was really asking Adam and Eve, do you know where you are in relation to me? Thật sự Chúa đang hỏi rằng Adam với Eva, con đang ở đâu đối với cái tình cảm của con đối với Ngài? And so that's the question I ask, and we ask in our ministry before anything else. Và cái câu hỏi đó là câu hỏi tôi hỏi trong một vụ của tôi trước khi hỏi bất cứ điều gì. Is where are you in relationship to God? Là mình với Chúa đang ở đâu? Another question that God is that I believe He's asking us today. Và một câu hỏi nữa mà Chúa muốn hỏi mọi người sáng hôm nay. When Jesus was talking to Peter in the New Testament, khi mà Chúa nói với Phi-e-rơ trong Tân Ước, He asked him, "Who do people say that I am?" Chúa hỏi Phi-e-rơ rằng là người ta nói ta là ai? And he said, "Some say that you're a prophet. Some say that you're a teacher. Some say that you're a good man." Có nhiều người, Phi-e-rơ nói rằng nhiều người nói rằng ngài là tiên tri, ngài là người thầy giáo rất là tốt. Nhiều người nói rằng ngài là Chúa là một người tốt. And then he asked Peter directly, looked into his eyes directly. Peter, who do you say that I am? Và Chúa nhìn mắt của Phi-e-rơ và Chúa hỏi thẳng Phi-e-rơ rằng, Phi-e-rơ, con nói Chúa là ai? And Peter answered, "You're the Christ, the Son of the Living God." Và Phi-e-rơ trả lời rằng ngài là vua, là con của Đức Chúa Trời, chí cao. And Jesus said, "How do you know that? I didn't tell you that, but my Father God told you that." Và Chúa hỏi sao con biết, sao Phi-e-rơ biết? Chúa cũng không nói với Phi-e-rơ điều đó, nhưng mà chính Đức Chúa Trời nói cho Phi-e-rơ biết điều đó. That was a supernatural miracle right there. Và đó là phép lạ ngay đó. That was God speaking to Peter. Đó là Đức Chúa Trời nói chuyện với Phi-e-rơ. He didn't know how he knew it, he just knew. Và Phi-e-rơ cũng không biết tại sao mình biết điều đó, nhưng mà Phi-e-rơ biết. Because he had been with Jesus, who is the Word. Tại vì Phi-e-rơ ở với Đức Chúa Jesus Christ là lời của Đức Chúa Trời. And he invites believers today to be in the Word, to be with Jesus in the Word. Và bây giờ ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi tất cả chúng ta biết lời của Đức Chúa Trời. And as we read the word and Jesus speaks to us, và khi chúng ta đọc lời của Chúa và Chúa nói với mình, our Father gives us revelation. Thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho mình những cái khải thị hiểu biết. We begin to know things that we didn't know before. Mình sẽ biết những điều hồi xưa giờ mình chưa biết. But we know that it's true. Nhưng mà mình sẽ biết đó là thật. And when that happens, nothing can shake you. Và khi cái điều đó xảy ra thì không có cái gì làm mình run rẩy ở trong đức tin. Nothing's going to disturb you. Và không có gì làm cho mình bất an. I'm going to have joy and nobody can take that joy away. Mình sẽ có cái niềm vui và không có ai có thể lấy cái niềm vui đó khỏi mình. Because it's a supernatural presence of God in us. Vì cái đó đến bởi cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống mình. So today when he asks us, cho nên ngày hôm nay khi Chúa hỏi mình, who do you say that I am? Chúa là ai? Am I Jesus the Savior? Chúa là đấng cứu rỗi không? But what about am I Jesus the Healer? Chúa là đấng chữa lành không? Am I Jesus the Deliverer? Là Chúa là đấng ban cho mình tự do không? Am I Jesus your Provider? Chúa là đấng cung cấp nhu cầu cho mình không? I can't tell you that. Tôi không trả lời cho mọi người được. But I believe the Holy Spirit will show you that. Nhưng mà tôi tin chắc rằng Đức Thánh Linh sẽ tỏ cho mọi người trong chúng ta biết. There's something inside of you that you know that it's true. Và Chúa sẽ tỏ cho mình biết từ trong cái tấm lòng của mình rằng là Đức Chúa Trời là đấng như vậy. And that's the supernatural Holy Spirit speaking to each of you. Và đó là phép lạ là Đức Chúa Trời nói chuyện trong tấm lòng của chúng ta. And the Holy Spirit is the one that helps us with our unbelief. Và Đức Thánh Linh giúp mình trong cái sự không tin hoặc là yếu đức tin của mình. And helps us understand the Word of God. Và giúp mình hiểu lời Chúa. And will give us words of knowledge and understanding and wisdom. Và cho mình biết những cái điều sâu nhiệm và có cái sự hiểu biết về những điều mình chưa biết.
When we're at work or we're at school or wherever we are, khi mình đang đi làm, đang đi học hay là bất cứ nơi nào, we can minister to other people. Mình có thể làm chứng cho những người khác về Chúa. Or if we're feeling attacked, hay là mình đang bị ma quỷ tấn công, or having a bad day, hay là mình đang có một ngày không tốt, we can speak to our own bodies, our own minds. Mình có thể tự nói với thân thể của mình và tâm trí của mình. And say no, the enemy is not going to attack me right now. Và mình cấm ma quỷ không có tấn công mình nữa. Or no, I'm not going to embrace depression. Hay là mình không chấp nhận cái sự trầm cảm nào đó. Because I have the joy of the Lord. Tại vì mình có niềm vui của Đức Chúa Trời. I'm a child of God. Mình là con cái của Đức Chúa Trời. I belong to the kingdom of God. Mình thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời. And I'm protected. Và mình được bảo vệ. And I'm one with Jesus. Và mình là một với Đức Chúa Giêsu. And it's not that they hate me. Và không phải là ma quỷ ghét mình. They hate Jesus. Ma quỷ ghét Đức Chúa Giêsu. They hate the Jesus in you. Ma quỷ ghét Đức Chúa Giêsu ở trong lòng của mình. And Jesus, before he descended into heaven, và trước khi Đức Chúa Giêsu Christ về trời, he told the disciples that we would be hated. Chúa nói với tất cả những người theo Chúa, tin Chúa rằng là thế gian sẽ ghét mình. It's because they hated him. Tại vì thế gian đã ghét Chúa. And they're going to hate us. Cho nên sẽ ghét mình. So don't let that surprise you when things happen or people betray you. Cho nên chúng ta đừng có ngạc nhiên khi mà chúng ta sống ở trong cái thế gian này, chúng ta có nghịch cảnh. Or say mean things. Hay là có những người nói những cái điều xấu đối với mình. Or even put labels over you. Hay là nói xấu về mình. They don't know God. Họ không biết Chúa. But you know your God. Nhưng mà mình biết Chúa. And your God said that he would be your healer. Và Chúa nói rằng Chúa sẽ là đấng chữa lành của mình. He would be your deliverer. Và Ngài là đấng cứu rỗi mình. And he says he delivers us. Và Chúa nói Chúa cứu mình. Because he delights in us. Tại vì Chúa yêu thương mình. And that's Psalms 18:17. Ở trong sách Thi Thiên. God himself said that. Chúa nói như vậy. So I get excited. And so the question, go ahead. The question that I asked then, how then shall we live? Cho nên tôi muốn kết thúc bằng câu hỏi rằng là mình nên sống như thế nào? And this is when we end. We're just going to ask the Holy Spirit, each of us, God, what adjustments do I have to make in my life? Is it an adjustment of belief? Is it something in my life that I know shouldn't be there, that I not need to remove it? Sometimes it's relationships. Sorry. Mình phải hỏi Chúa. Do you want them to actually do it now? We can. Yeah. Okay. Thành ra mỗi người nhắm mắt lại và chúng ta kết thúc bằng cái này. Mình hỏi Chúa rằng cách mình sống phải như thế nào? Có khi có những cái điều gì chúng ta phải từ bỏ ở trong đời sống của mình, hoặc là bất cứ cái gì chúng ta cần thay đổi. Xin Chúa chỉ cho mình ngay bây giờ. Proverbs 35-6. Trong Kinh Thánh có ghi, every word of God is pure. Tất cả lời của Chúa là tinh khiết. And he is a shield to those who put their trust in him. Và Ngài là bảo vệ những ai tin cậy Ngài. So put your trust in him. Cho nên chúng ta phải tin Ngài. Let him speak to you right now. Để Chúa nói chuyện với mình. Is there anything in your life? Có bất cứ điều gì trong đời sống mình? That might be a lie. Là điều giả dối. That you need to surrender. Những điều mình phải từ bỏ. Or that God just wants to speak to you today. Hay là Chúa muốn nói bất cứ điều gì với mình. And with your eyes closed, just nod your head if the Holy Spirit is speaking to you. Chúng ta cứ nhắm mắt và nếu Chúa đã phán với mình một lời nào đó thì xin gật đầu. We're just going to pray and posture your heart. Chúng ta cầu nguyện. And as I pray, it'll be your prayer as well. Thì những lời tôi cầu nguyện cũng giống như là lời mà mình cầu nguyện. Jesus, thank you for being in my life. Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã vào đời sống của con. I choose to surrender everything to you. Con chọn đầu phục tất cả cho Chúa.
Forgive me of my sins. Xin tha thứ tội lỗi cho con. I choose to follow you. Con quyết định đi theo Ngài. I choose to turn from anything that you are showing me. Con chọn từ bỏ bất cứ điều gì Ngài chỉ cho con phải từ bỏ. And submit my life to you. Và đầu phục đời sống của con cho Chúa. I will submit my life to your word. Con sẽ đầu phục lời Chúa. I will submit my life to trust you. Con sẽ đầu phục để tin cậy Chúa. Because you are my God. Tại Ngài là Chúa của con. And in the name of Jesus. Trong danh Chúa Giêsu. Anything that has attacked me. Tất cả những gì đã tấn công. Or is just causing oppression for me. Và gây nên sự đàn hiếp ở trong đời sống mình. I command it to go. Tôi ra lệnh phải đi. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. For being my God. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời của con. And all of my days. Và chọn Ngài. I trust you. Chọn Ngài những con sống, con sẽ tin cậy Chúa. And I receive you. Con nhận Chúa. Because it's your grace. Và con nhận ân điển của Ngài. I didn't earn it. Con không có làm hay là xứng đáng. I don't deserve it. Con không có xứng đáng nhận. But I'm so grateful. Nhưng mà con cảm ơn Chúa. That you saved me. Vì Chúa cứu con. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Và nếu mà chúng ta đã cầu nguyện đầu phục Chúa, thì chúng ta nhớ những lời mà Chúa đã nói với mình trong cái lời đó. Và ngày hôm nay chúng ta vâng phục Chúa. Đó là cái bước đầu tiên mà chúng ta đầu phục Chúa. Thành ra nếu mà Chúa đã nói với mình từ bỏ bất cứ điều gì hay là thay đổi bất cứ điều gì, thì Phương cầu xin Chúa ban phước cho mình có sự dạn dĩ, mạnh dạn, quyết tâm để làm y như lời của Chúa. Đó là sự đầu phục Chúa. Và nếu ai đã cầu nguyện tin Chúa lần đầu tiên và muốn làm lễ báp têm, thì sau đây xin đến nói với Phương. Mình sẽ kết nối với lớp báp têm. Và tháng tới mình sẽ có lễ báp têm. Cho nên nếu ai muốn tin nhận Chúa và làm phép báp têm, thì xin đến nói với Phương. Phương cầu nguyện và chúng ta kết thúc ngày hôm nay nha. You can stay. Kính lạy, xin mời Thánh đứng lên. Kính lạy ban ngôi Đức Chúa Trời, Chúa ơi, chúng con rất cảm tạ Chúa vì Ngài đã đưa đầy tớ của Chúa đến để nói lời của Chúa cho chúng con nghe sáng hôm nay. Chúa ơi, nguyện xin lời của Chúa được in sâu ở trong chúng con và chúng con bước đi ở trong đầu phục Ngài ở trong đời sống của chúng con. Chúng con thật sự là những người đi theo Chúa Giêsu và chúng con làm theo những lời mà Ngài phán dặn. Chúng con sống ở trong tất cả những ơn thiêng liêng mà Ngài ban cho chúng con và lời của Ngài trở nên lẽ thật cho chúng con. Hằng ngày chúng con sống, Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin chúng ta hát tôn vinh Chúa. Tôn vinh chân thần nguồn ơn vô đối, dưới đất chúng sinh tụng mỹ khắp nơi, trời cao cũng chung ca ngợi ba ngôi. Chúa Cha cùng con Thánh Linh đời đời. Amen. Nguyện xin tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển và sự tha thứ của Đức Chúa Jesus Christ và sự hiệp một của Đức Thánh Linh luôn ở với mỗi người chúng con cho đến ngày chúng con gặp mặt Chúa mặt đối mặt. Amen. Và lạy chung. Và nếu có ai muốn cần sự cầu nguyện và muốn hay là bất cứ câu hỏi gì muốn hỏi mục sư, thì cô sẽ ở đây cỡ 15-20 phút cho chúng ta. If you have any questions or want to have Joe, Reverend Joe pray for you, she'll be right down here for about 15-20 minutes. So we will have pho today. So please stay for lunch and then the training will start here at 1 o'clock. Chúng ta sẽ huấn luyện ở trên phòng này lúc 1 giờ sau khi ăn trưa. Thành ra nếu ai muốn huấn luyện thì xin ở lại.